Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game lâu ngày thông thái. Một em Tây Du H5. Ok, ôi trời ơi, nhớ con này ngày xưa. Lúc mới ra bản Trung Quốc đồ bên kia, ôi rồi ôi, anh em Việt Nam chia sẻ về ta nói chơi ta nói nhộn nhịp cả làng vậy đó. Ôi ơi, giờ đây thì không cần phải lên trên lẫy sành ha, hít gì bấm đó. Bây giờ chúng ta có những cái bản Việt Nam, Việt hóa đồ này nọ ha, ví dụ như đây. Ok, đến với VIP nào. VIP. Ok, 115 triệu. Kim Nguyên Bảo quà tặng nhiệm vụ hàng ngày. Bỏ qua đi, vô cửa hàng đặc sắc sảnh phúc lợi nhận quà. Cấp VIP không đủ. Login tặng 3.000. Lắc xí ngầu tặng thêm đồ phúc lợi fit code. Xích ma, ok, xích lợi gần nhau nha, gì đó. Rau, hết rau. Trong này còn không? Hết luôn rau. Ok, để coi có tướng gì mới không. Nào, kéo mạnh qua nào, kéo mạnh qua. Ôi, bản này mới cập nhật thêm Pokemon ở đây nữa nè. Trước là nhớ là chỉ có hình như là nằm ở đâu đâu đây nè. Ủa, ôi, này cập nhật nhiều con quá các bạn ơi. Ồ, Ace, ôi. Trước là nhớ có Mewtwo thôi mà. Trước là nhớ tới đây nè. Đây, tới đây nè. Rồi giờ thêm một đống con nữa nè các bạn ơi. Ồ, quá trời luôn. Wow. Ok men ơi. Ôi, Latias và Latios. Rồi Lugia luôn. Wow. Ok ok. Rồi đến với thông tin server cái nha. Đây Tây Du H5. Khai mở S13 Open 8 giờ ngày 13 tháng 11. Chơi ngay tại Tây Du H5.net Zalo nè hả. Rồi không cần tải game, chơi ngay trên trình duyệt Safari, Google Chrome của PC và Mobi mà không cần cài đặt. Đăng nhập lần đầu nhận ngay VIP 10 100 triệu kim nguyên bảo cộng 1 pet 4SR. 4SR đâu? Chắc là tiểu manh manh rồi. Code chung Tây Du phanh cứng, Tây Du tân hữu. Code dành riêng cho S13. Tây Du phá diện Duyên Quang hả? Ủa, nay là ngày bao nhiêu vậy cán bộ? Ủa, khoan, vậy là từ tôi sẽ vô S13. Đây. Ok, men ơi. Rồi, đó. Ok. Nào, vô S13 mà cắn cỏ, cắn cót rồi. Ok, được. Rồi, quay lại tiếp nè ha. Code ngày được phát hàng ngày. Code Zalo, tham gia nhóm Zalo để lấy mã code. Gì vạn năng thuộc tính đan nhân 1.000, hồn châu 200.000, thẻ Optimus nhân 1, code like xe 100 triệu kim nguyên bảo, 10 thẻ nạp 100, cái gì 10k, 1 thẻ Hanot Iron Man, thẻ Hub. Ok, sự kiện đua top 7 ngày đó. Top lực chiến, top 1, 2, Pokebat Master, 3, củ chuyển hoàng hồn đen, 5.000 thần hồn phách, 1.600 mảnh ngoại trang, 5 triệu ngẫu nhiên đan dược, 5 triệu vạn năng hụt tính đan. Đó, ok ok, ngon. Trời ơi, ok đấy. Thơm. Vậy là code ngày chắc là phải vô nhóm Zalo mới thấy được code ngày rồi các bạn ơi. Ở đây chúng ta không có thấy code ngày hả. Rồi, đi nhập code tân hữu ơi. Nào rồi chắc là phải nhập code ở đâu ta, ở đây không.
Vậy là phải nhập ở ngoài web rồi. Ok. Tweet code. Đây, tweet code. Tweet code server 13. Đây, fan cứng Tân Hậu. Ồ, đâu rồi? À đây. Ồ, 5 thẻ 10k. Ok. Rồi, thêm tư chất bét. Rồi, bây giờ nhập code like xe long tin ha. Nhưng mà code này không show được nên anh em thông cảm nha. Rồi, nhập xong code này ha. Code này là của S13 hồi nãy chúng ta thấy nè. Rồi, code ngàn hình như là chưa có nên theo nhập không được các bạn ạ. Đây, kỳ trân bát ma quái môn gì đây. Thẻ Optimus Ray nè ha. Thẻ like xe được. Thẻ Hanot Hub được nè ha. Vậy là tổng chúng ta sẽ có 15 thẻ 10k nha các bạn ơi. Ok, cắn hết là lên VIP đồ luôn á bồ ơi. Nào, ôi, lên VIP 13. Trời ơi, nhận thêm đó 2.690.000.000 kim nguyên bảo. Ok, đi kiếm cái nào đó nhận nè ha. Ê, nhận cho nó thành 2.7 rồi. À đây, quà nạp. Ok. Trời ơi, được 5 vé nạp nữa là được nhận móc 200.000 rồi. U là trời, nhận. Ủa, mình có nạp mà sao mình không nhận được quà nhỉ? Sự kiện hoạt động đây. Nạp liên tục liên tù tì. Tranh nhau nạp, đua nhau nạp. 2 giây nữa, 1 giây nữa. Ok, lụm nè hả, 2.7. Rồi, đẹp rồi. Chúng ta có siêu cấp phú ông không? Để vô coi lại coi. Ở ngoài này Iron Man húp đường này nọ. Không có vé siêu cấp phú ông nha. Ngẫu nhiên đang đồ. À có nè. Tính vật phú ông. Tính vật đại phú ông. Ok ok. Rồi vô thôi. Cái này chỉ có 40 mấy cái thôi. Đậu thanh đó. Rồi hết mẹ nó rồi. Còn cái đại phú ông này thì được 100 mấy thì phải ạ. Đó. Không đủ. Ok. Ok. Cứ quay đi. Vô được gì thì vô. Đó. Đó. Ok. Đừng quan tâm tới những thứ bên ngoài. Hết rồi. Rồi đây, vé kích hoạt nè ha. Đó, siêu cấp hú nè ha. Siêu hú nè ha. Rồi siêu hú cuồng nộ gì nè ha. Ôi dồi ôi, 15 thẻ lận còn nữa, nhiều lắm. 15 thẻ lận các bạn à. Kích hoạt cho đã tay luôn. Ok là Optimus Ray thì còn ở phía sau đấy. Nhưng mà bây giờ phải kích hoạt mấy cái này. Kích hoạt, kích hoạt. Ok, còn nữa không? Hết rồi. À đây còn cái nữa. Rồi. Đây Mão Nhật Tinh Quân. Ok. Rồi Người Tuyết. Rồi đây Húp. Iron Mâm. Rồi Hút Nốt. Rồi đây thẻ Optimus Ray. Trời ơi, đem ra kích hoạt cho nó chiến đấu lên đầu liền. Hút nốt Iron Mâm. Rồi húp. Hết chưa? Phải rồi các bạn ơi. Đó. Ở phía sau này là bô kẻ bát. Chúng ta không có bô kẻ bát rồi. Rồi ba cái bô kẻ master rồi. Này là phải đua top mới làm được. Ok, cái nào mở ra được thì mở hết luôn ha. Đó. Do là chúng ta không lên được level cao hơn nên là không có mở được nhiều tính năng các bạn ơi. Cái này mà cho level cao hơn nữa thì hôm ha. Ok, ở đây wow. Đó, quá trời bét luôn. Quyền nữ, nhân vật. Ok, kỹ năng tỏ kỵ. Đây thời trang hả? Ôi đây là chọn hả? Ok vừa qua Halloween. À không, không mở được mấy thằng kia. Đậu xanh đó. Phải có cái miếng kia mới mở được. Ôi trời ơi.
Rồi, vô shop rồi. Cửa hàng. Ôi, 1000 mấy hẻ ở đây luôn nè. Ôi, 450 không mua được hẻ cho này rồi. Đậu xanh đó. Tiên nữ đồ nè, mua được. Đây, rương rồi. Tùm lum tùm la. Ok, mạnh mẽ. Rồi ồ, tiên ông đồ nè các bạn ơi. Nhưng mà mấy cái này phải lên cấp mới mở được cái tính năng. Rồi giới hạn tuần, rồi giới hạn ngày. Ở đây tọ kỵ nữa nè. Trời ơi, 2 tỷ mấy thì mua đi. Một món như vậy chỉ có 5 triệu thôi. Đó. Nhưng mà nó mua phải 5 giây mới mua được một món. Ok. Đó, tọ kỵ tha hồ mà mua ha. Ok. Ok. Mua hết đi. Đó, từ từ mà mua. Gấp gáp gì đâu. Cái nào mà có số 1 rồi thì thôi đừng mua vô nữa. Ở dưới này thì có hoàng bổng hoàng cái gì nè. Đó, rất nhiều luôn. Rất nhiều thời trang luôn nha. Cái này tôi gọi là linh trang. Ok. Trời ơi, tiền nhiều để làm gì? Mua sắm trang điểm cho bản thân thôi chứ làm gì. Đó. Ok. Mua nhiều ngoại trang mình chất vô trong cái kho của mình cho nó đẹp ha. Đó. Đó. Rồi đây. Này là mấy cái con bét rồi, tới mấy cái con bét rồi. Rồi. Tinh ngữ. Đây, ở dưới này nữa nè, Lâm Giang Tung gì nè. Đó. Rồi, Long Đích Tiền truyền gì đó, truyền nhân truyền gì đó, truyền nhân truyền người gì đó. Ok. Rồi Linh Lung gì, Tinh Linh gì, Tà Le Hộp Me. Rồi Mộng Chi Kỳ Tích. Đó. Rồi U Nhã. Ok. Rồi Ám Dị. Đó, Ám Dị. Đâu rồi, còn nữa không? Hết rồi. Tiên Lữ nữa nè. Ok, 10 mấy triệu. Nhưng mà quan trọng nó mở cho ta, hồi nãy quên coi rồi anh em ơi. Đó, Tinh Phách Nữ Hoa, Thạch Cơ. Rồi đây cái nữa, Hằng Nga. Đây, ôi trời ơi, mở nè. Mở Dân Miền Mèo nè. Đó, lụm nè. Đó. Chiến liền. Trời ơi, trong này nè. Thời trang nè ha. Đó, ôi giời ơi. Rất nhiều thời trang luôn. Còn nữa không? Ok, hết rồi. Rồi hỗ trợ nè, bét nè. Ok nè, cánh dài, tóc ngắn gì Tà Le Hồng Me nè ha. Rồi tọ kỵ nè. Đây, ok. Trời ơi, đó. Thích con nào? À, để heo manh manh hả? Đấy, rồi, ok ha. Anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống phần mô tả cũng như bình luận để mà tải về ha. Link thì heo để hết ở dưới ha các bạn ơi. Ok nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó, trời ơi, kích hoạt thêm lực chiến một đống luôn. Xong rồi chúng ta cùng nhau đi đánh boss thôi chứ giờ làm gì giờ đúng không? Đó. Ok. Ngoài hết chưa? Ủa nãy tao mua có 11 cái mà. À, hết rồi. Rồi, ok. Thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye. Một đống luôn đỏ. Ui rồi ôi, tha hồ mà đánh.